Ok, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình Hydro Game. Và sau một cái hồi mà ngồi mà rì xét xét á, thì mình đang có một cái tem gọi là hết sức là ưng ý. Và đặc biệt là lưu ý ngày hôm nay á, thì mình sẽ chọn là 4 hồ ly. À 4 4 4 hồ ly nha. À, ra quân tới 4 hồ ly lận. Ok. Rồi mình sẽ chọn thêm một cái hiệu ứng lâu dài, đó là có 6 boost trở lên. Đáng lẽ thì mình dự định là chọn 8 boost nhưng mà khó. Khó búp quá. Thôi 6 boost thôi, 6 boost trở lên. Đấy. Ok, đó là hai cái boost mà mình cẩn thận mình lựa chọn trước, tại vì mình đang có một cái có thể là tăng khả năng lên 6 boost nè các bạn. 6 boost. Có mình nói chung á thì mình có thể lên 8 boost. Lên 8 boost luôn. Không lẽ giờ lấy 8 boost ta? Thôi lấy 6 boost thì cho chắc nha. Lên 8 boost được. Mà thôi lấy 6 bút đi. Ok. Lấy 6 bút rồi, coi như là đồ đạc thì mình lấy một bộ cũng đủ. Cũng đủ các bạn, mỗi con thì có đủ, có con này yếu nè. Con này thì mình không biết như thế nào, sợ là vô nó ao e. Rồi thoải mái luôn. Ao e là không bị văng mảnh miếng nào là ok các bạn. Để máu nhiều. Máu nhiều ao e không chết là ok. Miễn sao nó không chết là được rồi. Pháp trận thì ít, skill cũng ít các bạn. Skill đưa đam phép mà đưa skill toàn vật lý không. Đưa con này nó hồi máu luôn mới ghê nè. À, cho thêm cái Chavari nữa. À, Chavari không vừa. Chavari không vừa. Rồi, ok, vô map thôi các bạn. Rồi, vô, let's go, đạp thôi. Đây, còn con boss này như thế nào. Nói chung là mấy tuôn đầu AoE chắc không chết đâu. Ok, kêu có đồ đầy đủ ha, có thay đổi gì nữa không ta? À, như vậy dày, ok. Dày, ổn. Dày, được. Dày, được luôn. Dày. 4 hồ ly. Đam xa, hồi máu. Rồi, vô thôi. Rồi, ok, đây con boss đây các bạn. À, bây giờ thì mình đã búp. Ờ, búp sai vậy. Này thì boss hả? Đáng lẽ là lấy hai con này cho nó xài hai lần luôn ha. Rồi thêm cái kia cho nó bỏ hiệp ha. Đấy, lấy Chavari là ngon à. Cho nó bỏ hiệp để hồi lại. Hồi lại skill nó ấy hơn. Ma thủ về không. Lấy ma thủ thay công nữa mà. Ok, xuống 76% ạ. Hết búp kia rồi, hết búp kia rồi. Để tuần sau. Thank you.
Bregen Burg です。 水晶の帝国の敵を倒すのです。 準備はできている。Hồi, hồi, hồi đây. Còn đánh à, đánh 2 ô được mà, mắc mớ gì không đánh 2 ô ta. Ờ à, đúng rồi. Ây dồi, tự nhiên chết làm chi vậy? Chết nó tăng đam. Nó tăng đam, bây giờ chạy đâu? Ok, chạy thoải mái. Chạy qua đây thôi. À, tới cái skill mà không có ao e nè. À từ, gắt vậy. Aoe các bạn. Anh em nó đi trốn ta. Trốn đất gì, đó chết rồi, cho chết luôn. Còn sống nhăn răng. Bậy rồi. Bậy rồi.
bậy luôn rồi. Bậy rồi. Bậy thiệt rồi. Nguyên con cúm mà nó không chịu đánh. Thật là bậy bạ quá đi mà. Ok, làm lại các bạn. Tại sao nó không đánh con cúm? Mình ghét quá, chắc mình nằm ở đây luôn quá à. À, để bên đây cho nó đánh con cúm đi các bạn. Đó, ok, đánh con cúm đi. Ok, sau một hồi đồng hồ và cũng như là này kia kia nọ thì qua phà các bạn. Đứng chỗ chơi luôn nè, không có chạy đâu nữa hết á. Đó, cắt gọt xẻ là quất lúc hết đã vô dính dính đòn liền đã. Còn 15% à, hình như tuần sau nó ao e phạm vi toàn bộ hay sao á. Gắt gắt nè, gắt. À thổi, ôi trời ơi, sướng, thổi thôi mà. À. Làm sao qua ta? Vô vô lơ hay vô con này? Thôi khỏi, vô. À vô vô lơ đi, vô vô lơ đi. Còn có 500 HP à, 800 HP à, đánh chừng 2 đam là xong à. Thôi. Thôi đây, ừ đây. Thôi, đó, ổn. Ê bậy ơi. Còn dưới nữa, còn dưới nữa. Rồi ngon ngon, cứ đánh Zula là được. Ê bậy rồi. Hồ hên. À, còn con dưới nữa các bạn. À ngon, sướng. Hết chưa, hết chưa, hết chưa, hình như hết rồi. Hết rồi, ổn. Hạ thôi, hạ thôi. Hạ hết, hạ hết. Kêu gửi cho con, hạ hết. Một đam cuối cùng à, cũng như là một đam quyết định. À ha, dính ba búp rồi, ok. Lên đường. À, trúng con boss rồi. Ok, qua màn các bạn. Nói chung là sau một hồi gọi là reset, tới rì lui thì cuối cùng anh cũng qua được cái màn con số số 10 này. Và để mà đi được màn con số 10 này thì yêu cầu có một cái team nó hơi sắc thương và vi hả? Là cho con số lớn xài này nhờ. À, ta lấy này cho nó xài. À, nhưng mà thôi lỡ rồi các bạn. Đáng lẽ lấy cái trường pháp sát thương phạm vi để mà đi cho nó dễ. Rồi ok. Thì yêu cầu đó là một cái team nó có Zula thì càng ngon, mà không có thì sẽ có được cái skill barcode của con
con này thì nó cũng khá là ổn. Rồi sau đó thì các bạn lấy một trọn một cái bộ holy hoặc là bộ nào đó cũng được, nói chung là cái bộ nào nó ra cái một cái bộ. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có hồi máu. Hồi máu có khả năng vừa đánh vừa hồi máu các bạn. Thì nó cũng khá là ok hơn, với lại là lấy tương đối một cái trang bị nó tương đối như thế này này để mà không có bị AOE khi mà chết, giống như là con này nè, mình đem vô mình không dám đánh các bạn, đánh là nó chết á, đánh cận chiến nó chết, đánh 2 ô thì ok được. Ok, cuối cùng anh cũng đã qua rồi, qua màn 10 rồi, lấy là 5 holy luôn, tí nữa vô hình như tối đa là 4 holy à. Tối đa là 4 holy à, kẹp thêm Godzilla nữa ổn rồi, không cần thiết. Khi dùng kỹ năng khiến mục tiêu chịu lớp hư vô gì đó. Ok, thế này để mình xem sau các bạn. Ok, nói chung là cái đội hình mà man đi qua cái màn con boss số 10 là đội hình này, với một cái khả năng đâm đơn cực kỳ ảo diệu của skill Rina. Khi mà đánh 3 đít búp á thì sẽ có cái khả năng là đưa ma thủ về không, mà đánh toàn đam phép không ma thủ về không thì khá ok. Ở đây man có một skill đại hội nguyền rủa, mà man có tới 2 skill luôn, 2 cái luôn. Mỗi skill duy trì 2 hiệp, 2 skill 4 hiệp. Đó, ok, coi như là deadboot liên tục vào boss luôn. À, rồi, khả năng hồi máu đến từ Zula và cái khả năng nhận được 6 buff đến từ cái skill đoàn kết hy vọng này. Ok, Maro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn một ngày chơi game vui vẻ. Maro xin chào và hẹn gặp lại các bạn.